mà mình có ai dám bán nhà đất đâu, phải không? Như vậy nếu mà bán được như vậy chắc chắn là mẹ lên thì cái tâm mình dám bán nhà, phải không con Minh Như? Sáng ngày nhỏ nó con, mẹ con mà chết á, con bán nhà lo cho mẹ, mà bán luôn cả con vợ luôn, bán đứa con luôn, vì mẹ chỉ có một. Hồi sáng thằng đó mà mai mốt mà mẹ nó chết mà nó chơi cái chiêu này là cầu siêu luôn. Rồi hỏi là con bây giờ con mấy tuổi? Con 13 tuổi, 14 tuổi còn thương mẹ không? Cho tới 100, even 100 years, still love mom. Cho thấy rằng nhiều khi đứa nhỏ nó nói đó, mình thấy mình còn mắc cỡ nữa. Ở Hoa Kỳ này tôi không bao giờ có chủ trương giảng cho những em bé đó giảng sanh đâu. Thật ra nó không thích giảng sanh, mà nó đang ở thiên đường, tôi ra tôi nhảy cò cò với nó, tôi chơi lông đèn với nó, tôi đút lông đèn với nó, là nó đang ở thiên đường chứ còn gì nữa, phải quý vị? Mà cái quan trọng của tất cả quý vị là lo về nó có hiếu hay không, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Thì từ nay quý vị có con có cháu phải tôi tới đem vô đây tôi dạy cho nó có hiếu, quý vị nghe. Cái đó là cái đủ rồi. Mà nó có hiếu rồi nó đi về đâu quý vị? Đi về các cõi trời. Mà đi các cõi trời mà khi nào đó sau này quý vị chết rồi chứ gì nữa, 20 năm nữa những đứa này hồi sáng đó, nó lên đây nó làm cư sĩ, thì những băng dĩa của tôi để lại nè, thì nó nghe được lỗng bổn là nó vô được cái là sao quý vị? Thì nó tu tịnh độ. Nó tu tịnh độ thì nó có cái chen để về cực lạc, cái gì nữa quý vị? Như vậy cho thấy rằng chúng ta đừng coi thường những bộ kinh điển của Phật. Ngài nói trong đó phải dùng cái tâm để nhìn mà nghe. Bởi vậy Đức Phật nói rằng y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Và từ đó mấy ông kia mà giảng theo cái lệnh là không được ăn trước nha. Thấy không? Không được trước chư Phật ha, đâu không được trước mấy hòa thượng ha, ăn sau là có tội đó. Ăn trước là có tội. Nói chi vậy? Để cho đồ ngon để mà ông ăn trước, đồ dở để mà tử ăn. Thấy không? Cái đó là không có đúng. Tại vì rõ ràng lắm, mà tại vì mấy ông cõi trời ông ăn trước là buổi sáng rồi. Thành ra cúng Phật buổi trưa là bị không có phước, Phật mới quở từ nay. Đây Kiều Thi La là vua trời Đế Thích. Ông cúng cho Ngài Ca Diếp bao nhiêu mà không có phước, hỏi tại sao vậy? Vì ông ăn buổi sáng rồi ông mới cúng cho Ngài Ca Diếp mà ông thương ông thầy. Từ đó Ngài Kiều Thi La mới nói là từ nay con xin ăn sau ông thầy của con. Hiểu chưa? À, cho còn mấy ông thầy ở đây bắt đầu ngăn cái đó, không dám giảng cái đó, mình giảng là nhớ nhà không được ăn trước tao nha, tại vì ông tao chết chừng nào cái đồ tao ăn còn bao nhiêu được ăn. Thấy không? Đó, từ đó đó chúng ta thấy rằng giảng cái này là kêu là gì? Trực chỉ thẳng. Còn giảng cái kia là coi như là vòng vậy đó, phải không? Thành ra quý vị hiểu đạo thì thầy thoải mái không? Hả? Quý vị thấy tu với thầy thoải mái không? Thầy trò rất là thân tình, đã tu là xóa bỏ giai cấp rồi mà tại sao là còn có giai cấp, phải không? Thượng tọa là sao? Thượng là ngồi cao, ngài tọa là ngồi dưới đất, có cái gì đâu? Hả? Quý vị xin coi thượng tọa, thượng là ngồi trên trên, tọa, hạ tọa là gì? Ngồi ở dưới chứ có cái gì đâu mà dạch. Bây giờ trong này có mấy người thượng tọa? Sư cô ngồi đó là thượng gì? Thượng tọa. Dài dài đó mấy bà ngồi dưới kia là thượng gì? Cũng thượng tọa hết, phải không? Chỉ có mấy người ngồi dưới đất này là hạ tọa thôi. Có gì đâu mà dành cái chức vụ. Quý vị thấy rõ chưa? À, khi tu chúng ta mở trí huệ giùm cho thầy đi. À. Nè, coi phần số ngày bị cái nạn thứ tư nữa nè. Thì giờ tới thứ năm nè. Sau khi mà mẹ tôi được lên cõi trời thì tôi độ được gần 4.000 chư tăng ni mà có mất mẹ vào xuất gia để mà xuất gia luôn đó quý vị. À, và như vậy tôi thấy rõ từ đây mới có cái phong trào là tu xuất gia giao duyên. À, cái phong trào xuất gia giao duyên bắt đầu từ đó tu để trả ơn mẹ. Và bên Campuchia, bên Thái Lan, Miến Điện, trước khi đi lấy vợ, những thanh niên phải đi tu bao nhiêu 3 tháng là giá chót để chi? Để mà hồi hướng công đức cho mẹ, phải không quý vị? Đó. Lúc này tôi được nhiều chùa để mời làm giáo thọ, giảng sư. Hòa thượng hiển thân, giám nhiệm tông lượng cùng lư cô nương tìm đủ cách để mà tìm tôi. Nhưng mà hôm đó, sau khi thấy mẹ, tôi lại nhớ mẹ quá, muốn gặp mẹ lần nữa. Nên tôi phát tâm đến ngày rằm tháng 8, mỗi ngày tôi sẽ lại 6.000 lại để mà mong được gặp mẹ lần thứ hai. Tôi lại, là kỳ này tôi lại trước một cái xá lợi, cái hộp xá lợi của Đức Phật để lại. Cái hộp xá lợi này, mỗi một ngày
tôi lại như vậy thì ông hòa thượng cái trụ trì cái chùa Xá Lợi này ông nói ngày nào mà ông tụng mà cái Xá Lợi mà nó phát sáng ra đó thì ông sẽ thấy được mẹ ông. Tôi lại mỗi ngày 6.000 lại thì cái duyên Xá Lợi tôi xem lại thì thấy Xá Lợi như vậy nhưng mà đổi sang màu đỏ chiếu sáng rực rỡ. Tôi lễ tiếp tục gấp rút ráng cho được lại nhiều hơn nữa để chừng nào cái hộp Xá Lợi này phát sáng. Lúc này toàn thân tôi đều đau đớn nhưng đã thấy Xá Lợi có hai màu hào quang, nửa vàng nửa trắng và to bằng một cái hộp một bích đó. Lúc này ngài mới tin và chắc chắn rằng mình tiếp tục lại Xá Lợi thì Xá Lợi sẽ tùy theo cái công đức của mình mà chiêu cảm nên phát hào quang. Và kết quả lần này tôi do tâm tham muốn để mà gặp mẹ nên lại lên tới 10.000 lại một lễ. Kết quả tôi bị bệnh nặng không thể lại được nữa. Bệnh mỗi ngày một trầm trọng, tôi phải vào Như Ý Liêu điều trị. Như Ý Liêu có nghĩa là cái nhà giảng sanh đó quý vị. Liêu là cái liêu là cái gì quý vị? Cái phòng Như Ý, tức là muốn về đâu là được về. Hồi xưa người Tàu họ đặt nhẹ nó Như Ý Liêu. Xong tất cả thuốc men thì dấu hiệu tôi nằm liệt giường không sao ngốc dậy. Ai cũng cho là phần số tôi sắp mãn. Lúc này thủ tọa hòa thượng hiển thân giám diện tâm lượng cùng lương cô nương tìm đủ cách để cứu tôi, thải điều hao tài tốn sức mà chẳng có kết quả. Ai cũng cho là phần số tôi sắp mãn. Mời các vị đông y và tây y đến cũng đều bó tay. Lúc này họ đo huyết áp. Có một bác sĩ người Anh đến lo huyết áp cho tôi nhưng mà lắc đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, lòng canh cánh nỗi lo, thệ nguyện đốt tay chẳng thực hiện được. Mà ngài nói là ngài nguyện đốt tay lần nữa để xin gặp mẹ. Thương mẹ như vậy đó. Ngày 16, khi tôi phát nguyện đốt tay, có 8 người từng phát nguyện đốt tay vào liêu thăm tôi. Họ nghĩ là bệnh tôi còn gượng được nên cố ý nán đợi tôi cùng làm lễ. Tôi biết là sáng mai lễ thiêu tay sẽ được cử hành, bèn ngày nỉ xin được tham gia. Phần đông mọi người đều không bằng lòng vì nói tôi đã ngồi dậy không nổi mà đốt là chết liền. Tôi khóc như mưa nói, sinh tử là chuyện chẳng ai tránh khỏi. Tôi vì muốn báo ơn cho cha, kỳ này muốn báo ơn cho cha. Tại vì vì ông bỏ đi tu mà cha buồn, cha từ quan cha chết. Cho nên mẹ tôi đã được về cực lạc, nhưng mà kỳ này đốt tay để phát nguyện, để báo hiến cho cha. Nếu giờ vì bệnh, vì sợ nguy hiểm mà bỏ cuộc, thì cho dù tôi được sống cũng chẳng ích gì, thà tôi được giữ chết, mà cha tôi được giảng sanh cực lạc. Giám diện là hòa thượng Tông Lượng khi đó nghe tôi nói cũng sụt sùi theo ông bảo, ông đừng phiền não, tôi sẽ giúp ông thỏa nguyện. Ngày mai khi hành lễ tôi sẽ dìu và sắp đặt cho ông hết. Tôi chắp tay cảm tạ ông. Sáng 17, sư Tông Lượng mời sư đệ Tông Tính cùng các vị pháp nguyện đốt tay khác đến phụ dìu tôi lên đại điện hành lễ, tức là ngày đi không được phải cõng ngày lên. Tất cả cùng tụng niệm pháp nguyện và sám hối tôi chí thành niệm danh hiệu Phật tha thiết cầu siêu cho cha. Mới đầu đốt tay còn thấy đau đớn khó chịu, cắn răng chịu đựng, nhưng dần dần niệm Phật tâm được an định, tôi có cảm giác rất nhẹ nhàng khinh an, thần trí trở nên sáng suốt. Rồi khi niệm đến câu Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật xin cứu độ cho hương linh phụ thân chúng con, toàn thân tôi chấn động, tất cả lỗ chân lông như dựng đứng. Tôi tự bật dậy lễ Phật chẳng cầu ai nhiều. Lúc này tôi không còn cảm thấy đau hay bệnh hoạn gì nữa, quá vui mừng. Tôi bước tới cảm tạ từng vị trong đại chúng. Lúc đó ai cũng tán thán pháp Phật pháp bất tư nghi, chắc chắn rằng Đức A Di Đà đã cứu giảng phụ thân ông về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ rồi đã 9:15, đây là cái trát thứ 5, và như vậy ngài Hư Dân đã thoát được cái đại đàn thứ 6, phải không quý vị? Và trong kinh Pháp Hoa có một cái đoạn là người nào mà tạo tội vô lượng đốt tay cúng dường Phật thì người đó sao quý vị? Tiêu nghiệp, phải không quý vị? Và tôi cũng nâng theo đó mà tôi mới đốt. Sao 2 tháng gì thấy cái thẹo tôi màu không? 2 tháng trời rồi đó mà cái dính trái nó vẫn còn lớn như vậy. Là tôi nhờ tôi đốt như vậy mà tôi mới thoát được cái nghiệp mà tôi đã bị bỏ độc đó quý vị. Quý vị coi phim biết rồi đó, tôi bỏ độc, tôi gần chết rồi. Trong tháng 8, tháng 7 vừa qua tôi bị về cộng nó bỏ độc. Quý vị có biết, quý vị coi phim đi. Ủa, chưa biết hả? Ủa, cái băng này nó phát hành đó là sao đây không biết? Ai chưa biết cái phim đó? Wow! Tiễn, tại sao vậy? Tiễn nói đây ai cũng biết hết rồi mà. Cái cảnh tôi đốt tay
mà tôi nói, tại vì người ta tung tin tôi là tà sư ngoại đạo, tôi là sư quốc danh và tôi là cái sư phá giới, thành ra tôi lúc đó đó nó tung tin như vậy, Việt Cộng nó tung tin vậy. Tôi nói bây giờ nếu quả thật con là không phải là ma tăng, con là vì chúng sanh, xin đốt tay. Tôi cầm đèn cầy tôi đốt, tôi đốt mà tôi đếm từ 1, 2, 3 đốt tới 10, mà nếu tôi nóng tôi giật một cái, tôi nhăn một cái thì tôi xin từ giả cái chức vụ hệ thống chùa Đồng Viên, tôi đi tu, tôi vào rừng núi tưởng tu. Nhưng mà nếu tôi đốt mà hộ pháp cho tôi được coi như bình an thì tôi xin mời ông Tiểu Quán đâu mất rồi. Tiểu Quán đi đâu rồi? Xin ông chứng minh cho tôi là có Phật pháp, và tôi đốt đó có sự chứng kiến của đài truyền hình Sài Gòn Network. Họ chứng minh, họ kiểm lửa cày, họ kiểm lửa và họ đặt máy quay phim, và họ đã có quay trên Sài Gòn Network 51.3 ở Hilton, và cảnh đó tôi đốt. Và khi tôi chuẩn bị tôi đốt như vậy đó thì giống như tôi chơi một canh bạc vậy. Mấy chục năm tu hành của tôi, hai cái làng Di Đà của tôi, một cái youth center và một cái chùa Tổng Quyên một, nếu mà tôi nóng một cái là tôi bỏ hết, tôi đi. Mà tôi đi rồi thì ai vào đó quý vị? Sư quốc danh, thấy không? Và khi tôi đốt, quả thật trời Phật còn thương tôi. Khi đó ông đệ tử của tôi thấy có hai vị hộ pháp đứng bên cạnh tôi kêu ông đó lên. Và một cô gái nữa, không phải Phật tử của tôi mà cổ lại đó ở tiểu bang khác, cô nào mà thấy được sư phụ cô đó tên gì, cô làm bánh, cô gì đó, cô mà cổ dùng điện, cổ nướng bánh để cho mấy em bé ăn đó, cô gì đó, một cô trong pháp hội La Hầu La. Cậu thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đứng trên cái đầu tôi và Ngài rưới bình nước xuống, lạ lùng thay, vết đốt như vậy mà tôi thấy nó mát quý vị, nó không phồng không gì hết. Mà cách đây đã hơn 2 tháng rồi đó quý vị. Quý vị muốn coi cái phim đó không? À, thưa quý vị, khi mà thấy sư phụ bị đốt á, thì Thiện Tôn cũng có chuẩn bị những cái loại thuốc là pomade. Tôi thì phải chuẩn bị nước đá, bởi vì tôi làm nhà hàng tôi biết. Một vết nước sôi mà nó văng vô một cái đập mình giật liền, nó phồng liền. Cho nên ở nhà hàng khi nào bị phồng là chúng tôi đắp nước đá một cái, khoảng chừng 10-15 phút sau là em không bao giờ nó phồng trở lại. Thì bữa đó tôi thấy sư phụ làm, tôi là chuẩn bị gói nước đá, thì tôi chuẩn bị thuốc. Nhưng mà khi đốt xong rồi thì sư phụ nói không con, cứ để yên. Thì lạ lùng thay, sư phụ không bị phỏng, không bị phỏng. Chuyện trái như vậy nè quý vị. Mà không có xài thứ thuốc gì hết. Chỗ này nóng lắm, cầm đèn cày đốt. Chúng tôi bữa đó 10 sức cành lâu không quý vị? Bữa đó có rất nhiều Phật tử khóc. Và chúng tôi niệm Phật, cầu cho Phật tử gia hộ cho thầy. Ồ, quý vị muốn coi cái đó không? Đang coi liền đi, coi cái cảnh ở đốt tay. Rồi cho họ coi trận like luôn có phim mà, coi không? Coi. À, nhân đây trong khi chờ đợi và chuẩn bị phim để cho Phật tử coi cảnh sư phụ đốt tay ở trước đài truyền hình nha, ở pháp hội La Hầu La, thì cũng xin mời một vị trưởng của hướng đạo lên đây xin sư phụ vài phút để trình bày vụ việc gì đó. Hình như cái câu trưởng hướng đạo đó là em của Triển không? Dạ. Dạ. Mời cháu lên đây để có đôi lời trình bày. Rồi sau đó thì chắc là đã coi xong rồi hồi hướng rồi xin... Sau đó phát giới điệp. Dạ, phát giới điệp với lại sư huynh Tuệ Minh Như có hướng dẫn về vấn đề cầm bát. Quý vị gọi lại còn nhiều lắm, coi phim rồi phát giới điệp rồi hướng dẫn cách cầm bát như thế nào để ngày mai chúng ta đi ra ngoài khất thực. À, khất thực đem cái đồ ăn đó về, chúng ta lại lấy cái lọc của mình đó, cúng cho mẹ. Thấy không? Làm một cái mâm rất là lớn. Ngày mai đó nếu mà mấy trăm người được cùng đi được bao nhiêu chúng ta cúng hết cho Cụ Quyền Thích Tổ cho quý vị luôn. Cô hồn đó là có trích ra một phần nhiều lắm, ngày mai bảo đảm. Hồi tối tôi nằm chiêm bao đó là đồ ăn nhiều lắm, không có thiếu đâu. Dạ dạ. Lấy cái microphone được.
A Di Đà Phật, dạ mà xin bạch sư phụ. Thưa quý vị, nhân một chút xíu thời gian ống, tôi xin hướng dẫn quý vị cái cách bưng cái bình bát và cái quy nghi của mình trong ngày mai để khi mình đi phát thực. Thì xin thưa quý vị, trong cái bình bát này, thiền tông. Cái bình bát này đó quý vị sẽ ngày mai có một cặp như thế này, một cái nắp và một cái bát. Cái bát này đó nó có một cái lỗ nhỏ, quý vị thấy rõ đây này, có cái lỗ nhỏ. Và quý vị dùng cái ngón tay cái bên tay trái đó, quý vị để vào cái lỗ đó, thì quý vị cầm như vậy nó không bao giờ rớt. Còn nhiều khi đó trên này đó quý vị cầm là nó không có bảo đảm. Quý vị nhớ thì cầm vào cái lỗ này thì nó không có rớt. Và cái nắp đó quý vị đậy lên như này, đậy trùm vô năm ngón tay cái. Và khi đi đó thì quý vị nhớ cho cái bình bát này quý vị để ngang ngực. Và cái tay phải á, quý vị áp lên trên nắp của cái bình bát. Thì ra khi mà dở lên á, tôi dở từ từ như thế này, rồi đậy lại như thế này. Quý vị không cần nhìn, đừng nhớ một điều là đừng nhìn trái nhìn phải, mà cứ nhìn thẳng trước mặt. Rồi mình cứ dở lên như vậy, ví dụ có người ta đứng lên giường thì mình chỉ dở lên như vậy, rồi mình đậy, người ta bỏ xong thì mình đậy lại, mình đi. Trong lúc đó thì mình vẫn cứ tiếp tục đi chứ đừng đứng lại. Và cũng đừng có cần nhìn cái người mà cúng dường đó là người nào. Mình lúc đó quý vị hãy bỏ hết đi, chỉ cần biết rằng mình chánh niệm và mình niệm Phật trong lúc đó để mà mình đấy. Khi mà một người Phật tử người ta cúng dường cho mình rồi đó, thì mình trả lời một câu là xin cảm ơn thí chủ, hay là hoặc giả là mình nói A-di-đà-phật. Nó chỉ dễ dàng vậy thôi. Và khi đó rồi, khi cái bình bát bị đầy, quý vị dở cái nắp này lên làm cái dấu ấn như thế này, đưa lên, thì có người đi bên cạnh người ta sẽ đưa cái giỏ hay cái rổ hay là cái gì đó vô, thì quý vị như thế này, quý vị chỉ cần trút ngang như thế này nó rớt xuống, hoặc là trút qua bên đây nếu cái người đã đứng bên trái hoặc bên phải của mình rồi, thì cái này quý vị đẩy lại tiếp tục mà đi. Nhưng trong lúc đó quý vị vẫn đi nha, quý vị đừng đứng lại, quý vị đứng lại đó thì sẽ kẹt những người ở đằng sau mình, thành ra cứ tiếp tục đi chậm rãi, và lúc đó dở lên úp xuống đẩy lại tiếp tục đi. Và quý vị cũng nhớ cho rằng nếu lỡ ai mà có rớt cái nắp thì quý vị cũng đừng khum xuống lượm, cứ cầm cái nắp cái bát không này đi tới, chúng tôi sẽ có người đưa cái nắp khác, hoặc là người ở bên ngoài người ta lượm cái nắp người ta đưa cho quý vị, cho quý vị đừng có khum xuống lượm cái nắp. Cũng như nếu lỡ trong lúc này mà bỏ cái này vô mà xúc tay nó rớt trong cái rổ luôn đó, thì cũng tự nhiên đi tới, và cái người kia người ta sẽ có người thay thế cái bát khác cho quý vị cầm. Chứ quý vị đừng sợ mất cái bát này, quý vị lụp chụp xoay lượm nữa thì nhìn nó rất là tức cười. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi muốn nhắc quý vị cho ngày mai. A Di Đà Phật. Quý vị cứ nhìn một cái vị mà khất sĩ như là sư cô này là chuyên nghiệp khất sĩ đó, phải không? Thì mời sư cô lên ôm bát biểu diễn cho người ta đấy, đi qua nghi thế nào, đứa này đúng người mà không đứa đấy. Đi qua ghi như thế nào thì cô chuyên nghiệp cô nói đi. Dạ, cô cầm rồi, cô đứng lên đây cho đại chúng coi. Dạ, đây là bên khất sĩ Minh Đăng Quang thì chuyên môn đi ăn mài. Thì bây giờ khất là xin khất sĩ là người ăn mài tiếng Hán thôi chứ có gì hết. Con đứng cái mài đồng bờ đây, cô nói đi. Kính thưa quý vị, cách thức mình đi như thế này, để cái tay như thế này. Đầu mình đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi ai là bổ đức là bỏ cái gì đi cho chị. Đã bổ. Có tiền thiệt thì bỏ vô cũng được. A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật, Nam-mô A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.
mô A Di Đà Phật. Ở đây là thực tập thôi quý vị ơi, không phải bỏ thiền thiền ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thực tập thôi quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Quý vị cho sư cô một tràng pháo tay. Dạ thưa, đúng như vậy. Trong lúc đi đó, là vì chúng tôi không dám nói chắc, nhưng tất cả mọi chuyện chúng ta đều phải đề phòng. Nếu trên đường đi mà quý vị thấy thí dụ như là mình đi trên lộ này, bên kia có đám đánh lộn, hay là bên kia có cái đám nào nó chạy đuổi rượt nhau gì, nó chạy đâm ngang mình cũng đừng sợ, cứ bình tĩnh đi như thường. Là vì lúc đó quý vị nhớ rằng cái tâm chánh định, và chúng ta rất tâm an và nguyện chánh, chúng ta không nói gì hết, không làm gì hết, cứ bình tĩnh mà đi, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái quả vị Bồ Tát hay gì đó. Cái bọn phá hoại cái phá tu này nó đã hăm dọa thầy, nhưng mà nó mới nói là nó sẽ phá từ ngày thứ 6, thứ 7, nhưng mà không có chuyện gì, tôi bảo đảm. Vì đây là chùa Bồ Đề, chùa có lai sanh, chùa được bảo vệ về luật pháp, mà nó chỉ cần vô nó quậy cái là bác Trần Quán Niệm gọi cái là cảnh sát cộng đài phải quán niệm, không ai dám làm. Nhưng mà khi mà chúng ta ra ngoài phố khất thực thì nó phá gì, tôi đã từng bị phá ở Cali. Thí dụ như bây giờ ở trong này đó, quý vị đang đi như vậy, nhưng mà nó phá quý vị đó, thì nó cho một cái người đàn bà nào chạy lại, nó ôm ông, nó hung đại, nó anh đi tu thì bỏ em vậy đó. Cái hình ảnh nó và tụi nó sẽ có tụi Việt Cộng nằm dùng nó quay những cái phim, nó bỏ lên net. Đây là tăng đoàn khất thực của Thông Lai, quý vị hiểu không? Thành ra khi mà nó lại nó có ôm á, thì ông đứng ông niệm Phật chứ đừng có ôm lại, nhớ nha. Tại vì hai cái bàn tay không bao giờ dỗ lên tiếng, một bàn tay không bao giờ dỗ lên tiếng, mà hai bàn dỗ thì nó kêu không có gì, nó kêu. Thành nó có ôm, nó có hung gì, nó đứng im tại chỗ mà thưởng thức. Nhưng mà tôi nói cái đó là sự thật đó. Đã xảy ra một cái cảnh là một cái cô đó theo tôi 4 năm, và cô đó đi ra khất thực tại cái tượng đài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Bô Sa. Và như vậy là vô tình có một đứa con của cổ 30 mấy tuổi, cổ khoảng 60, con 30 mấy tuổi, mà con có bị nó lớn không quý vị, nó mặc đồ vét, và nó nhào vô nó ôm cổ, và tụi kia nó quay được cái cảnh ôm hung mẹ tại trong cái đoàn khất thực, và nó đã phót lên YouTube. Tôi phải lên tiếng, tôi đuổi cô đó đi ra khỏi tăng đoàn, mà cái sự việc đã có cách đây năm rồi. Thành ra quý vị cẩn thận. Ngày mai mà có đeo những cái gì mà nữ trang quý vị tháo giùm, và quý vị nhớ đi là khoan thai nhỏ nhẹ, chứ đừng có gì, bởi vì nó sẽ phá những chuyện đó thôi. Còn nó phá quý làm vậy tự động là chúng tôi có người anh nên hồi lại, và họ bắt cái người đó ngay, chứ quý vị đừng có sợ nó sẽ phá những cái trò đó thôi, chứ không có cái trò nào hơn nữa đâu. Dạ. Rồi mời quý vị coi cái mở liền nha. Các bạn quý vị tôi là cái loại phàm tăng tội nặng phước mỏng, nên bây giờ làm đủ thứ mà không có đủ niềm tin với Phật tử để hỏi họ này họ kia, thì tôi làm để tôi lấy niềm tin. Từ đó để tôi chứng minh rằng có Phật, có Pháp, có Tăng. Nếu tôi vẫn là người tuy có tội, nhưng mà tôi vẫn còn là có những cái công đóng hiến được duy trì cái nền đạo Phật này, xin chư Phật mười phương giúp cho con lửa cháy thịnh phóng, nhưng mà miệng dịch nụ cười thì đó tôi biết. Vậy là con đốt nè, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, phóng lên. Rồi tôi hỏi quý vị tin chưa, là nói rằng còn cái đứa chưa tin, rồi con đấu thêm 6 giây, 7 giây, 8 giây, 9 giây, 10 giây, tin chưa? Chưa tin, tin nữa. Mà tôi đếm như vậy rồi tới lúc mà không còn tin nữa thì bắt đầu tôi đốt hết á. Hết.
mà khi tôi đốt rồi mà vẫn còn có cái đứa đó không tin thì đem đập cho thằng đó đi, thằng đó là cộng sản đó. Rồi đúng rồi. À, bây giờ tôi nhờ thằng Lực vì chúng ta luôn trình độ mà. Phải không quý vị? Bây giờ con tin ai? Thập Thích Ca thì Ngài nói sau khi ta nhập viện ta sẽ nhập vào cõi Niết Bàn. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà có thành Phật có nguyện kiếp. Ngài đang ở phương Tây, Ngài có 48 đại nguyện. Con đang chuyển giao pháp môn tịnh độ của Ngài. Con đang trong tục kinh vô lượng thọ của Ngài. Con đang tục kinh A Di Đà của Ngài. Và con có hai là A Di Đà để mà thờ Ngài. Thì bây giờ con chỉ nhờ tha lực của Phật. Vì trong này nếu mà Ngài chỉ cho Phật thấy rằng thì không ai không đau do tha lực của Phật, thì lúc chết chắc chắn Phật Di Đà sẽ không bỏ các con. Vì thầy không ai là ma tăng mà. Còn nếu mà bỏ là thầy không ai á mà không là ma tăng á, còn Di Đà đốt cho ông nhảy mà ông lăn ông lao đi dai giống như là bị ông đốt vậy. Thấy không? Đó là thì trước tiên tôi không có niệm, tôi nhờ cái gì niệm để cho nó công bình, để con thể quan này lắng niệm lên không. Tôi yêu cầu cái gì cùng niệm với ổng, niệm cho tôi 108 ba cái chục cái tám không. Rồi con niệm 108 thôi nha, không có hơn nha, chỉ cần 108 chữ thôi à. Cái này là cầu nguyện cho cái sự chứng minh của Phật Tại Di Đà. Hai ba bốn năm sáu bảy
nhớ. Quý vị thấy đó là Phật gia hộ đó, cái thẹo rất là nhỏ, nhưng mà sau khi hết thần lực của Phật thì nó cháy cái này, quý vị thấy không? Nó cháy thâm vô miếng thịt, 10 sát cần đó quý vị. Dễ cần một cái tay quý vị cầm đèn á, như người nào cột mình đốt thì mình chịu được, mình cắn răng mà tôi cười đó quý vị. Mà nguyên tắc của thần kinh mình nó sẽ giật tay ra, không thể nào tôi cầm được như vậy. Mà quý vị thấy sau khi mà hết cái thần lực của gia hộ của Phật đó, thì cái thẹo này 2 tháng mấy rồi quý vị? Tôi đốt là ngày mấy quý vị nhớ không? Mùng 8 tháng 8. Như vậy là bữa nay là gần 2 tháng trời mà cái thẹo nó còn như vậy đó quý vị thấy đó. Vậy quý vị tin có Phật Di Đà chưa? Dạ. Thôi bây giờ có một số cái nguồn dư luận ở bên ngoài họ gọi vào, tức là những người mà họ xuất bác ở ngoài đó quý vị. Họ có gọi cho, họ góp ý là họ nói tụi con là những Phật tử, tụi con chỉ muốn xuất bác cúng dường cho những người đắc y tu giao duyên, mà tụi con không muốn cúng dường cho những người mà mặc cái y thường. Vì khi tôi cúng dường tụi con xá lễ thì đó là cái yêu cầu của một số Phật tử ở các cái khu xuất binh mà họ yêu cầu. Thành đó không phải là của sư phụ. Thành đó quý vị thông cảm đi. Họ nói là cái thà là xuất gia giao duyên thì chúng con ra, chúng con cúng, chúng con lễ, chúng con thấy, còn nếu không thì chúng con lễ với người đó đó, người các người đó mất phước. Nhiều khi họ lễ cái là quý vị dính luôn. Cái đó là cái yêu cầu của những người Phật tử ở cái khu mà chuẩn bị ngày mai xuất binh. Thành ra chúng ta tùy tưởng chúng sanh, ngày mai bao nhiêu người thì chúng ta đi bao nhiêu. Quý vị đồng ý với thầy không? Rồi thôi quý vị thông cảm nha. Đó là cái ý kiến từ ngoài phố của cái khu. Tại trước khi mà mình đi khất thực, mình có thông báo về đó chưa bác? Dạ có, xin phép thông báo. Có giấy thiện. Thì đó là một người đại diện của cái xuất binh về đó, họ nói là trước cái kỳ đài đó họ mới gọi vào, họ nói y sinh ta thượng tọa là xét lại, tại vì con thấy rằng các vị mà vẫn chưa có, thà là tu đầu tròn áo vuông, tụi con lễ là lễ cái giới đức và cái đầu tròn áo vuông của Đức Phật, cái y áo đúng không quý vị? Như nhà binh đó quý vị mặc cái này cũng như là cái áo của quân đội của hồi xưa, mà quý vị nó mặc áo quân đội, nó đeo lon mình đụng nó mình ở tù, mà nó lột lon ra nó mặc thường mình quýnh nó không sao à, đúng không? Thì cũng vậy, họ lễ lại cái áo của Phật họ không có sao, mà họ nói là tụi con không phải ghét với người đó, mà lễ lại với người đó. Nhiều có bà đó, nhiều bà không có biết, họ là họ lễ quý vị cái đó là quý vị tụng đức. Do đó thầy thấy đó cũng đúng, thành ra tụi con sẽ làm trong những ban mà hộ gì đó thì được đó. Và tụi con không có bưng bán, tụi con sẽ đi theo tăng đoàn mà không bưng mình bán, được không? Đi theo tăng đoàn mà không mang mình bán để ủng hộ cho tăng đoàn, để ra đó trước kỳ đài của Phi La chúng ta làm lễ để mà tri điệu năm tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã tử tiết vì quốc dông thân ngày 30 tháng 4 năm 1975, ra đó để chào cờ và tưởng niệm những anh hùng của dân tộc và những người đã bảo vệ cho lý tưởng tự do. Tụi con sẽ đi mà không ôm bác, không ai nói gì được hết, được không? Rồi. Thì chúng tôi xin, trong khi chờ đợi thượng tọa tiếp tục, thì chúng tôi xin thông báo chương trình ngày mai 5 giờ tới 5 giờ 45 là chuông thức chúng, 6 giờ 45 cũng như thường lệ chúng ta tụng kinh Lăng Nghiêm, 6 giờ 45 tới 7 giờ 45 kinh hành niệm Phật lạy hải chiều âm, 8 giờ tới 8 giờ 45 điểm tâm, 8 giờ 45 tới 10 giờ 30 hướng dẫn oai nghi khất thực, và 11 giờ tới 2 giờ chiều là chào quốc kỳ khất thực tại Shopping Center. Đó là cái chương trình ngày mai để quý vị nắm rõ. Dạ đọc quý vị chờ nhận giấy điểm đó gì, nhận giấy tờ quý vị chờ lên giấy để tu đó, chứng nhận quy y rồi đó. Dạ, A Di Đà Phật, tôi xin đọc thơ cho quý vị, và đây là cái giới điệp thân Sa Di Ni. Bà Lê Kim Cương, pháp danh là Huệ Trang.
và một cái quy y giới điệp nữa cũng coi bằng Huệ Trang. Một cái quy y và một cái sa di. Và một cái nữa của ông Quỳnh Trung, pháp danh là Thiện Hành, cũng một cái giới điệp quy y và một cái sa di. Và sau đây là cái giới điệp quy y của cô Kim Điếp, pháp danh là Nguyên Huệ. Quy giới điệp của Thomas Lê, pháp danh là Thiện Đức. Quy giới điệp của Quỳnh Mỹ Phong, pháp danh là Thiện Công. Quy giới điệp của Tơ Phạm, pháp danh là Thiện Phổ. Quy giới điệp của Mai Thu Thủy, pháp danh là Nguyên Châu. Quy giới điệp của Vong Kiều, pháp danh là Hồng Tâm. Tôi xin nhắc lại nha, cô Hồng, cô Kiều đâu rồi? Cái này là Phật muốn á, tại vì tất cả những đệ tử xuất gia luôn của tôi mới có chữ Hồng, chính bác bao nhiêu chứng nhận. Mà tự động á, tôi viết cái chữ, thay vì tôi đặt chữ Huệ mà tự nhiên nó nhảy ra chữ Hồng đó quý vị. Tôi nghĩ bà này sẽ xuất gia luôn đó. Thầy viết là thầy viết, thầy đặt pháp danh mà lại thầy lúc đó thầy tự nhiên cái tay thầy đó nó sửa thành chữ Hồng đó quý vị. Phải không? Là ý Phật đó. Thành Hồng Tâm đó. Cái giấy là tôi giao duyên mà lại tôi cho